Chúng ta tiếp tục phần số 6 từ câu 51 đến câu 60 của chuyên mục 600 câu viết lại trong tiếng Anh rất hay của thầy. Câu thứ nhất của phần này: bạn nên đón xe lửa thay vì đi xe bus. Đó, cấu trúc này rất là hay. Bây giờ chúng ta dùng cái gì đây? If, đúng không? Mệnh đề if loại 2. Nhìn vô biết mệnh đề if loại 2 liền. Loại không có thực ở hiện tại, giả định ở hiện tại nhưng không đúng, không đúng có thực. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi tàu lửa thay vì đi xe bus. Nhớ đây các bạn, were cho tất cả các ngôi. Trước khi thầy nói were tất cả các ngôi, các bạn hiểu mệnh đề if loại 2 là mệnh đề if loại 2 thì câu trong mệnh đề if phải viết ở quá khứ đơn. Câu trong mệnh đề chính viết ở would cộng động từ nguyên mẫu. Cấu trúc của nó quá quen thuộc rồi đúng không? Vậy thì nếu tôi là bạn thì were này cho tất cả các ngôi mặc dù nó đi với ai. Không thể là was này được nha các bạn nha. Was này không được bởi vì chúng ta đang nói viết trong mệnh đề if thì nó đi theo đúng công thức của nó. Nếu tôi là bạn, would này, I này là viết tắt của I would nha. Động từ nguyên mẫu đây. Rồi, thay vì DC bus. Rồi, mệnh đề if loại 2 như nào? Có hết rồi các bạn nha, trong video của thầy. Câu 2. Tôi chắc rằng ai đó đã quên, sao các bạn, khóa cửa. Rồi, tôi chắc rằng ai đó đã quên khóa cửa. Điều chắc chắn trong quá khứ, chúng ta dùng must. Cấu trúc này rất hay. Câu số 2 của bài tập số 6 này, thầy sẽ nói kỹ các bạn. Must là một cái chắc chắn gì đó, đón phán đón chắc chắn trong quá khứ. Đây, không phải chắc chắn là 100%, mà có nghĩa là mình chắc rằng quá khứ nó như vậy. Mặc dù mình chưa thấy, nhưng mình đón chắc như vậy. Ai đó chắc đã quên khóa cửa. Thì cấu trúc của nó phải đi cho thầy. Đây, cấu trúc của nó đây. Must, chủ ngữ thì không nói rồi. Chủ ngữ cộng must cộng have, luôn luôn hai từ này phải đi với nhau. Và V3 này hoặc là ED nhá. Nếu là có quy tắc là ED thì trong trường hợp này là V3. Chắc rằng ai đó đã quên khóa cửa. Chắc rằng trong quá khứ. Mình phán đoán trong quá khứ. Mình đi cấu trúc này. Ok, câu 2. Câu 3. Họ mua cái ngôi nhà đó cách đây 10 năm rồi. Từ cái quá khứ, từ câu quá khứ ta biến thành hiện tại âm thanh. Quá dễ. Từ quá khứ biến thành hiện tại âm thanh, thầy giảng rất nhiều rồi. Đây, các bạn thấy bây giờ hiện tại âm thanh chưa? Đây, hoặc là đây. They had owned, hoặc là they had, xin lỗi, they have had, hoặc là they have owned cũng được. They have had this house for 10 years. Họ có hiện tại âm thanh này, ngôi nhà này trong 10 năm rồi. Hoặc là they have owned, họ sở hữu ngôi nhà này trong 10 năm rồi. Được hết. Quá dễ đúng không? Khi từ quá khứ ta biến thành quá khứ, ta biến thành hiện tại thành quá dễ. Câu số 4. Cái khóa học hoàn thành kết thúc, khóa học kết thúc với một cái bữa tiệc lớn. Có nghĩa là kết thúc khóa học, người ta tổ chức một bữa tiệc rất là lớn. Thì vào cuối cái gì? At the end, vào cuối. Đây, câu số 4 này. Vào cuối cái khóa học chắc chắn rồi, đúng không? Có một bữa tiệc lớn. There to be, đó, to be ở quá khứ thì có cái gì đó trong quá khứ. Cái này không có nhiều ngữ pháp cho nên thầy qua nhanh thôi. Chỗ nào liên quan đến ngữ pháp kỹ thì thầy mới giảng kỹ cho các bạn. Câu số 4 rồi đúng không? Bây giờ câu số 5. Chúng tôi mời một ngôi sao nhạc pop đến cái show chat này, đến trong cái show chat, trong cái phòng nói chuyện của chúng tôi đó, mời đến đó nói chuyện. Nhưng ông ta đã hót ra, ông ta đã không xuất hiện. Ngôi sao nhạc pop đó đã không xuất hiện. Rồi, chúng ta biến cấu trúc này, ngôi sao nhạc pop như thế nào? Ngôi sao nhạc pop, người chúng ta dùng that cũng được, hoặc người who cũng được. Hôm thì chúng ta cũng được, chỗ này who bỏ đi, chỗ này này bỏ who, ít phổ biến lắm các bạn. That hoặc là hôm là được. Ngôi sao nhạc pop, người mà chúng tôi mời đến cái chat show này đó các bạn, thì sao? Đã không xuất hiện. Đại từ quan hệ thì sau hai cái này phải là một cái danh từ. Đây, danh từ đây. Ok, câu số 6. Mặc dù cô ta nói rằng cô ta sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ. Mặc dù, although là mặc dù, despite cũng là mặc dù. Nhưng mặc dù này là sau nó là mệnh đề.
despite là không có mệnh đề, cụm danh từ hoặc là danh từ. Thế thì câu số 6 đây, các bạn thấy chưa, cụm danh từ này, mặc dù cái việc nói của cô ta là cô ta sẽ đến nhưng tôi không nghĩ là cô ta sẽ xuất hiện. Các bạn nhớ nha, mặc dù nó có cái mệnh đề đây, nhưng cái mệnh đề này nó đã có đứng sau từ that rồi, nó đã ngăn cách bởi cái này rồi. Phía sau despite này là chắc chắn nó phải là cụm danh từ này, các bạn thấy chưa, hoặc là danh từ đó, việc nói của cô ta. Ok, câu số 6 là xong. Bây giờ câu số 7, câu 7 hơi khó cho nên thầy dừng lại lâu cho các bạn này. Cái máy bay sao các bạn? Cái máy bay hầu như gần như là rời sân bay đó các bạn. Rời sân bay và sau đó là sao? Khi một vụ tai nạn xảy ra. Có nghĩa là cái câu này đó các bạn, ngay sau khi cả hai cái mệnh đề này á, chúng ta hiểu là ngay sau khi cái máy bay cất cánh rời cái sân bay đó thì vụ tai nạn xảy ra. Ý là như thế. Thì chúng ta gặp cái cấu trúc đảo ngữ no sooner này. Đây, thầy giảng rồi, thầy giải thích cho các bạn. No sooner, ngay sau khi máy bay cất cánh tại sân bay á, rời khỏi sân bay đó thì vụ tai nạn xảy ra. Rồi, vậy thì cấu trúc của nó này các bạn này, no sooner cộng với had cộng với chủ ngữ thứ nhất đây, máy bay này, rồi cộng động từ thứ nhất ở viết ở quá khứ cho thầy. Nhớ nha các bạn nha, chủ ngữ thứ nhất viết ở không phải là quá khứ bạn, mà là quá khứ hoàn thành quá V3 đó các bạn, bởi vì chúng ta đã đưa had ra trước rồi thì phải giữ là V3 nha. No sooner had cộng chủ ngữ thứ nhất rồi cộng với động từ cột 3 hoặc là ed cộng với chủ ngữ thứ hai là sân bay, rồi cộng với then luôn luôn xuất hiện trong cái đảo ngữ no sooner này cho thầy, cộng với then rồi sao nữa, cộng với chủ ngữ thứ hai cộng động từ số 2 thứ hai viết ở quá khứ. Nhớ cho thầy nha, cấu trúc của nó rất dài, nếu bạn nào mà không vững, bạn làm nhiều thì bạn quen liền. Ok, đó là câu số 7. Nhớ là luôn luôn phải có then, không được when nhé. Nhiều bạn rất dễ lộn viết when vào trong đó là không được. Câu của nó là when, nhưng khi đã đảo ngữ rồi thì không còn when nữa. Nhớ cho thầy nha, phải dùng then. Câu số 8 này, nếu bạn cảm thấy mệt bây giờ, bạn cảm thấy chứ không phải nếu, bạn cảm thấy mệt bây giờ bởi vì bạn đã không ngủ đủ giấc, bạn không được ngủ tốt đó, bạn ngủ không được ngon đó vào tối ngày hôm qua. Đây là mệnh đề if loại hỗn hợp rất khó. Mệnh đề if hỗn hợp rất khó các bạn ơi. Đây, thầy viết rồi, thầy giải thích cho các bạn này. Câu 8 đây, thầy đảo ngữ rồi thầy giải thích này. Bạn, nếu bạn ngủ ngon vào tối hôm qua thì bạn sẽ không cảm thấy mệt ngay bây giờ. Đảo ngữ của mệnh đề if hỗn hợp. Đảo ngữ của mệnh đề if hỗn hợp. Nếu bạn ngủ tốt vào ngày hôm qua, ngủ ngon vào ngày hôm qua, tối hôm qua thì bạn sẽ không cảm thấy mệt ngay bây giờ. Thì thầy giải thích cho các bạn chỗ này, mệnh đề if hỗn hợp á thì hiện tại là kết quả của quá khứ. Đây, thầy giải thích hiện tại là kết quả quá khứ này. Hiện tại là bạn mệt này, bây giờ là hiện tại này, là bạn mệt. Do vậy là kết quả bạn mệt là do trong quá khứ tối qua bạn không ngủ được ngon. Do vậy chúng ta giả định thì bạn không mệt thì bạn mới là do bạn ngủ ngon thì bạn mới không mệt. Thì bây giờ cái câu này á thì thầy biến đổi thành mệnh đề if thì các bạn dễ hiểu này. If này, if feel, mệnh đề if loại 3 thì bạn biết rồi. Mệnh đề if loại 3 thì câu trong mệnh đề if phải viết qua quá khứ thành had. If you had slept well last night, viết vô. Rồi, cái mệnh kia đề kia là viết như cũ. Đó. Rồi last night. Đó. Rồi mệnh con đề còn lại thì bạn viết dễ thôi, mệnh đề còn lại này. Thì bạn sẽ không nè. Viết cả cái mệnh cụm này xuống nha, cả cái vế này xuống. Đó. Viết xuống đây. Rồi, vậy thì cái mệnh đề if loại hỗn hợp đó các bạn thì nó khó một xíu nè. Thầy giải thích thêm một xíu nữa các bạn hình dung nè. Loại hỗn hợp
hiện tại là kết quả của quá khứ, thì các bạn phải viết cho thầy mệnh đề if ở quá khứ âm thanh. Được chưa? Mệnh đề if ở quá khứ âm thanh thì mệnh đề chính phải là chủ ngữ. Chủ ngữ đây. Chủ ngữ đây. Cộng với would hoặc là should hoặc là could cộng với động từ gì các bạn? Nguyên mẫu. Chỗ này rất khó các bạn này. Đây này, mệnh đề if quá khứ âm thanh này thì mệnh đề chính là chủ ngữ này, cộng would này. Hoặc là should này. Cộng could, could cũng được, cộng với về nguyên mẫu. Nhớ cho thầy nha. Tại sao mệnh đề if hỗn hợp nó khó là như vậy? Nếu mà mệnh đề if loại 3 á thì hiện tại quá khứ âm thanh chỗ đây thì phía sau này là phải là gì? Chủ ngữ cộng would, should, could cộng have cộng với 3 đúng không? Nhưng chỗ này không phải là would, should, could cộng have với 3 mà nó là như thế này. Nó hỗn hợp thế này, người ta mới gọi là hỗn hợp. Nó có hai trường hợp hỗn hợp các bạn. Sau này gặp thầy nói tiếp, thầy giảng đến cái yếu tố người Pháp là thầy giảng kỹ để các bạn hiểu ngay nha. Thì câu này các bạn nắm như vậy là được rồi. Đó là câu số 8. Nó không nhiều thời gian cho nên thầy không giảng kỹ cho các bạn được. Trong chắc chắn là có video về mệnh đề if hỗn hợp cho các bạn trong đó, chắc chắn các bạn yên tâm. Mệnh đề if trong cái phần nâng cao thì có hỗn hợp thì các bạn sẽ thầy giảng trong video đó thì các bạn sẽ nắm kỹ hơn nữa. Câu số 9 này. Khi nào bạn đã bắt đầu cái dự án đó vậy? Bạn đã bắt đầu dự án đó khi nào? Thì đã hỏi thời gian khi nào thì bây giờ chúng ta hỏi bao lâu rồi cũng được. How long? Đây, bao lâu này? Bao lâu rồi? Bao lâu rồi sao các bạn? Từ khi bạn bắt đầu cái dự án. Chính xác chưa? Phía trước since này á có thể là hiện tại đơn, có thể là hiện tại âm thanh, nhưng phía sau nó phải là quá khứ đơn. Quá khứ đơn rồi. Từ khi bạn bắt đầu cái dự án rồi thì nó đã được bao lâu rồi? Các bạn nhớ thầy nha. Cách chúng ta họ viết biến đổi là như vậy. Và câu cuối cùng. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức, bị động ở tương lai đơn này, tương lai đơn này. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức trong một cái nhà thờ rất là đẹp. Nhà thờ gì? Nhà thờ nơi mà đám cưới của họ được tổ chức là rất đẹp. Liên quan hệ từ where này, các bạn thấy chưa? Cái nhà thờ nơi mà đám cưới họ được tổ chức là rất đẹp. Ok, phù hợp với câu mẫu của người ta đây. Câu mẫu đây. Rồi, như vậy là 10 câu của phần số 6 từ câu 51 đến câu số 10 cũng đã xong. Và mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay tiếp theo của Mr. Long Linh nha. Phần số 7 sẽ bắt đầu từ câu số 61 đến câu 70. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn nha.